Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog. luôn ha. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình có một cái màn tròn VIP lắm mọi người. Màn tròn này là nói chung là yeah luôn á. Màn tròn này là quýu luôn á. Trời ơi, bị tới vậy. Mọi người nhìn trên xe nè, mình, anh Ba, không biết ai bị tròn. Bé Tư, rồi Dẹo, em ruột nè. Toàn, ai bị tròn đấy? Bốn người trên xe này bị chon hay là bị anh Danh bị chon nữa thì sao vậy? Nóng vé. Nóng quá. Nhìn mặt mày em biết cái đó. Mướn xe. Mày lạnh gì nóng vé luôn. Mướn xe để ra ngoài nắng nóng. Thì mình mới mướn chiếc xe này mọi người. Nói chung là bữa nay mình sẽ nói là đi tiệc ở xa mà có một bạn fan nữ mời. Đó, có một bạn fan nữ mời mà rất là thích Danh. Thì để rủ Danh đi nha mọi người, mình sẽ kêu nói chung là đi cắt xe rồi xong rồi đi ra ngoài đường lớn đợi mình rồi mình lại mình rước nha. Thì họ mấy bạn giả bộ đứng đây đợi hết luôn. Okay. Đúng không? Rồi tao chạy lại tao rước. Tao rước thì mấy bạn cứ theo cái ấy mà làm. Okay. Rồi hồi mọi người sẽ xem cái màn tròn này rất là hay, xem phản ứng của Danh sẽ như thế nào khi mà bị mấy anh em mình chơi như vậy nha. Hay lắm á, đừng nói trước. Mọi người đón xem từng giây phút của clip này nha mọi người. Ok. Đây nè. Anh đang nhà phải không Danh? Anh bận đồ đẹp đẹp đi rồi anh sửa soạn cho tươm tắt nha. Gì vậy? Rồi anh chạy để em gửi định vị, anh chạy lên đây rồi anh có chỗ anh cắt xe rồi em mướn xe du lịch mình đi qua bên La Dung mình đi cái tiệc sinh nhật của bạn fan nữ 19 tuổi. Cái đồ ngon vậy mày? 19 tuổi mà bạn đó nói là thích mình anh rồi bữa nay phải có anh đi kiểu như là trong tem thích hết nhưng mà thích anh nhiều nhất. Nói anh nó anh vừa hài hước mà vừa lùng lùng phụ tùng của Nhật bán khoái. Cái đó bà bỏ đi anh đồ liền. Vậy anh tranh thủ nha. Mấy anh em cũng ra điểm đó hết luôn rồi. Hồi em chạy xe lại rồi mấy anh em đi chung. Rồi tranh thủ giùm em nha. Rồi em gửi định vị qua cho. Rồi. Ok. Khen ảnh phụ tùng của Nhật anh khoái. Rồi bây giờ ở đây vậy nha. Thì lại đi rồi tao đi. Rồi có gì mày nhắn tin tao tao chạy rồi. A few moments later. Để đi. Anh đi qua làm mượn. Anh đi cho mượn nấu bao mặt. Nhanh đi. Xin nguyên đó nè. Xong chưa? Sao chạy? Cắt xe chưa? Bao nhiêu độ nó gọi vậy? Kéo tu ra. Mới chạy qua siêu thị mua liền luôn. Nhưng nghe nói bạn đó chạy. Nghe ngã nó gọi phái lắm. Chạy đâu miếng chạy. Ừ, cũng được. Chạy chạy. Không có gì được không? Cái gì nữa là chơi với gái này. Anh đu. Được của nó đấy. Được hả? Cái không? Nghe dài rồi. Trời ơi, mày nói hết mày chứ hết mấy tao đâu rồi. Cũng mua vô nhà tao có lịch sử chứ. Quỷ đó lấy xe đâu làm gì? Mày biết đâu nãy giờ đó. Cà phê đó chứ. Dài không dài rồi. Trời ơi, cái quần dính vậy trời ơi. Cái thằng đó sao bắn gì vậy? Ta mặc quần xếp. Ta mặc bún gì vậy, cái quần dài. Ừ. Đã lâu dữ vậy trời. Lâu quá. Thằng cái lai quần lên cho để cái nó cũng kinh vậy. Ba đâu vậy? Ba đâu vậy? Ơi tới. Không bà. Tới. Wow. Nhả đó. Ủa, bấm đi xe đi. Đủ mà. Đủ. Hello. Ủa mẹ ơi, chỗ rồi. Thôi. Mày gà tao nữa đó. Gài nữa không má, mướn cái xe chứ sao mướn 4 chỗ đi 6 thằng. Cái khùng.
em không quay lại rước tao, tao dặn không nói chuyện tao bay luôn rồi. Sợ quá, sợ quá. Này giống mặt gì đây? Ơi, trời chơi vậy kỳ đúng không? Bán đồ đẹp lắm á. Vậy, bán đồ đẹp lắm, dép mua xì luôn á. Ừ, cũng chịu luôn á. Ừ, mua xì đó. Đẹp lắm. Sướng hay luôn mày chơi. Mày chơi gì? Nó kỳ lắm. Lấy điện thoại điện ruột mày coi gì? Điện thoại. Điện điện rồi khỏi đắng sao? Điện hơi đắng sao rồi nha mọi người. Ok. Đưa lên. Anh buộc. Chơi chắc không được. Ừ, đi chưa. Chưa. Đúng giờ anh cũng mất máy. Đang đâu vậy? Alo. Đi đâu à? Ủa sao tự nhiên xe thiếu anh rồi? Mày dẫn mặt mẹ tao hả? Ủa? Ủa? Ủa mày ơi gì mày mặc ra đứng vô đường lại mày? Ủa vậy là anh chưa lên xe? Lên nó kịp đâu mà nghĩ sao? Thôi gì? Nghĩ sao sáu thằng này mới chỉ xe bốn chỗ? Ủa? Đi sáu thằng mới xe bốn chỗ lẹ đi. Lẹ đi đứng đây nắng. Thôi vậy kìa. Bây giờ nè anh đứng yên đó nha. Ừ. Bây giờ anh đứng yên ở đó. Em điện xe lại cho anh đi. Thôi 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 đi chung cho vui. Mẹ đi nguyên team rồi vô nhà bạn nữ đó mà tự nhiên đi cứ... tao lỡ giờ chị lắm. Tụi em lỡ chạy đi xa rồi bây giờ không có hoành lại được bây giờ. Nè, tụi bay nó thiệt tụi bay á, bay đuôi cũng thấy mờ mờ chứ tao chưa lên xe tao không mày chạy tụi bay chứ. Tao chắc chắn là tụi bay đang chơi tao. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Chế vậy ba. Tụi bay đang sợ lá tao chơi. Đúng không? Không có chơi. Lớn hết rồi. Bây giờ anh đi không? Không đi. Sống cho tự chơi. Anh đi. Lại rước tao nhanh, đừng có giỡn, chưa nắng. Anh đi không? Đi. Bây giờ anh đi, em điện xe khác cho anh đi. Cùng người đi chung đi. Nắng thấy bà thổi luôn rồi. Không có gì chút điện kêu xe đi đi còn chút có gì chia chia ra đi. Bây giờ điện kêu xe khác đi rồi hồi cấp về tống lên về. Lẹ đi đi hồi đứng đây mà thôi mùa hám không rồi vô chổng em bây chơi. Giờ anh đứng yên chỗ đó. Anh đứng yên chỗ đó em điện xe lại đó nha. Rồi lẹ nghe đi hồi mùa hôi mùa hám nha ông em chia anh đó. Rồi danh không qua lại tắt luôn chạy. Thì ngồi chứ tắt chi. Mẹ điện thôi hả? Không ổn. Mày điện nhắn tin bạn rồi đi. Ok. Để Toàn nhắn tin bạn của Toàn cho mọi người qua. Để coi bạn của Toàn lại nha. Bóp gì đi, tiệc mà không bóp gì. Adu. Đi không thì lên đi, trả cho. Tiệc đi qua lắm. Đi đi. Bạn đi về đi. Bây giờ đi không? Không. Không đi trả tiền, mốt đi đưa cầm đây, đưa đi. Tôi đâu có tiền đâu, nấy. Vậy
Dạ đưa điện thoại đã đi. Khùng quá, điện thoại để không, cái gì mà không? Dạ tôi nói đi nghe nè. Đưa điện thoại. Ai mày đi mướn qua là ai mướn xe hả? Ai mướn ai điện mướn. Nó mướn nó điện nó mướn. Ai điện mướn. Danh đi tới giờ danh không đi. Ai điện mướn. Ai điện mướn. Mấy đứa điện mướn. Ai khùng tôi điện mướn nè. Có danh thì danh không đi là danh chết tiền. Mấy tin luôn nè. Ủa giỡn hoài. Lên xe lại đi. Bây giờ lên xe đi rồi nói chuyện đi. Đâu có, đâu có. Đi tôi chở cho đi. Đâu có, tôi đâu đi. Đi đi tôi chở cho đi. Nghĩa khùng nghĩa. Ai đám tiền đi qua Lâm Bộ. Đám tiệc gì mà không đi qua Long Bột. Đám tiệc đi xe du lịch chứ. Nghe lại tôi đi, đi, đi. Xe đi ngon lắm. Ngon là mà ngon. Bây giờ lên đi chút xíu xỉn tôi lên chở rồi nằm trên đây thì chở chưa về. Bây giờ lên đi chút xíu xỉn tôi lên chở rồi nằm trên đây thì chở chưa về. Có đặt này đó. Xe đắt không ba. Rồi, xe đắt vừa mũi nè. Đi. Ô bụng quá ba ơi đi đi. Lên xe đi em ơi ta tìm về nơi xa xôi nơi bình yên mình có đôi an nhàn sống cả cuộc đời. Thôi đi về đi. Cũng có tự nhiên. Lên xe. Đâu có nó mướn du lịch cho tôi á nó giỡn vậy thôi chứ dễ gì nó bắt lên đi giỡn hoài anh em mình không à. Biết anh em bây giờ biết rồi biết ủng hộ tôi đi. Khùng quá vậy mà. Bây giờ đứa thầy không? Bây giờ bạn có du lịch không? Bây giờ không được. Bây giờ bạn có du lịch không? Bây giờ tôi có chiếc xe tôi làm ăn à. Bây giờ có đi không? Có du lịch bằng lái lại chứ đi qua Lâm sao đi đám được. Chạy có cùng là dung không mà. Rồi. Có nè, giờ tôi nói anh nhé. Giờ tôi không có tiền. Đi, giờ ra đi. Giờ ra đi. Mày đi messenger giùm tao đi Diệu là Diệu. Mày đi chiếc này nó mới sang. Mày có bao giờ mày thấy chiếc này đi vô tiệc không? Chiếc này ấy sao tiền? Đợi xíu nghe điện thoại cái nó điện bữa xíu rồi tôi bây giờ đi không để xíu đi tôi tính tiền các bạn chứ anh em đó giờ tôi uống tôi rồi mà bây giờ bỏ tôi về cố đúng rồi. Alo rồi xe lại chưa rồi chiếc bảy chỗ này nè chiếc ủa gì á xe lại chưa chưa mày muốn xe nào hả em muốn chiếc quà gác cho anh đó. Mày đi rồi. Ôi vậy hả? Nó muốn lịch tôi biết nó giỡn gì thôi chứ dễ gì. Thì chiếc quà gác đó nãy giờ. Ủa nãy giờ xe chưa lại hả? Em biết không á. Nó có đứng đây nè. Nó đứng vậy. Ủa đứng bụng tao không kêu lên xe hả? Thằng này lý tao luôn. Lý đâu? Lý gì? Thằng này nè, tao biết nó. Bạn. Nhưng mà ủa không kêu lên xe hả? Nó biết rồi, nó quen biết tạo nên kêu tôi lên xe vậy. Đâu có muốn xe cho anh á. Chiếc ba gác bây giờ đi lẹ đi. Ủa Nick. Anh đưa máy cho đưa máy cho. À trong đó muốn xe vậy. Thằng tao biết thằng này bán nó mà. Anh đưa máy cho cái anh đó. Tao biết thằng này nè, nó học chung tao rồi nó mới cấp nó nè. Học lâu rồi đúng không? Đưa máy thì đưa máy anh bắt tao nhỏ lại. Thằng này biết bắt tao nhỏ lại học cấp 2 chung nè. Chung trường cái khối thôi chứ. Giờ bọn tao không học chung với dân á, tao mướn xe bây giờ mướn xe giờ tao chở không đi tao đập luôn. Lội lên xe luôn. Lội lên xe luôn giục. Đúng không? Không tiền mà lấy tiền nó lên nha. Lấy tiền đúng rồi. Không có tiền con đây tao có đem cái bóp còn có được. Tại vì tao cắm điện thoại đó mà. Rồi đi. Đúng rồi rồi không được á. Rồi ok. Rồi lấy thoại lên xe chở không được á. Rồi ok. Dạ anh hiểu. Sao ta? Đi sao mọi người? Bây giờ sao? Chị? Ông bạn chạy ba gác này là bạn học cũ của Danh mà lâu rồi đến người không có gặp. Tưởng không nhớ giờ nhìn mặt nhớ ha mà kệ đi cũ đi cùng đón xem nắng rồi như thế nào nha. Có đây không không đi giờ có kêu tôi rồi giờ tôi cấm cái điện thoại tôi đem đi luôn chứ giờ tôi còn có điện thoại giờ nè giờ còn nhiêu giờ móc ra đi không có còn chắc nữa giờ tôi cấm cái điện thoại đi luôn á chậm chậm rồi có tiền đi chỗ phải thôi không có tiền nữa nhé điện thoại đi 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 Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe anh chở em trong trần, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh. Ê! 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 Đi đâu hả? Chạy vòng lên đây đi. Chạy chơi gì? Chạy dở, đi mang rồi đi không chạy. Vậy? Có, lấy điện thoại rồi lấy gì không đi? Mày sao lấy điện thoại? Không đi heo rồi chứ làm gì vậy? Tấp vô lấy tay tao coi kiến nghe. Tấp vô lại đi. Tấp vô lại.
Bây giờ nó chuẩn bị lại kìa, tao chạy xuống dưới tao quay nha. Đúng rồi, xin vui. Ờ, nhớ chừa chỗ cho tao nha bay. Bỏ tao nha. Ok. Dạ. Đi xe đó đây. Đi xe đây. Giờ tính xe rồi đổi xe gì nữa. Ừ. Để mặc cái quần vậy. Chứ này. Đi nó tiền người trả nó chuồng điện thoại coi tôi tiền. Phải rồi mày ơi. Vậy? Ai đi xe rồi đó trả. Đúng rồi. Con chó lên. Bên kia. Trả tiền cho ta kìa mày ơi. Lấy hỏi bỏ túi luôn mày. Nè, chỗ này cho anh biết rồi khỏi chơi. Hỏi quay luôn, mày không biết nó mẹ gặp mà. Nó chung trường khác hết tao đó. Đẹp rồi, nào tiền đó. Ủa mẹ không kỳ không hả? Ơi. Đó, đó mày hiện nó mà sao vậy? Tao cũng không. Giữ họ đi. Giữ họ đi. Rồi sao vậy? Mấy tao đi nha Danh. Bây giờ có đi xe không? Bây giờ đi xong đi. Tao đi nha Danh. Đó người ta hèn khác, còn giờ người ta chạy xe mà xe không trả tiền cho người ta ấy. Đúng rồi. Mày đi nãy giờ đi rồi. Trời. Vậy? Tao không mướn xe nãy. Em mướn cho anh mà. Trả tiền kìa anh gỗ hồi người ta quạo người ta nóng tao quýnh anh luôn anh. Trời kìa tao quạo. Biết sùng tao hỏi quốc tội. Nắng nóng nữa. Đi hả? Đi xe đi. Hèn khác kìa má. Xe không mà mày nói hoài vậy. Bây giờ ba bả thuận tiện. Trả về chỗ cũ đi không? Trả về chỗ cũ đi rồi tôi lại tới. Đi sinh nhật. Bye. Kết thúc đi. Không có kết thúc được ạ. Gì? Điện kêu chạy vô trời. Đi vậy trời nữa hả? Ok. Coi phản ứng vô trời sao, chửi như kiểu lắm mà. Ok. A few moments later. Tới điện cứ thôi. Rồi mày về, mày về nhà đi bên nói chuyện không? Mà bây giờ ba gác chạy xe không có tiền xăng hay gì vậy? Đi rồi cái quịch luôn hay gì? Tôi biết rồi đấy. Mẹ đi. Bạn học rồi ba. Bạn học rồi. Hiền lắm, bây giờ lắm. Đó, hiện về ta khác, ta sinh sống công việc của người ta mà. Ừ. Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Sinh nhật của em tiền là sao không? Đó anh em mình cho em đi tiền chung. Tiền chung gì ba? Ba khốn vậy? Tiền chung rồi. Okay. Lại đi đợi kìa. Để giải quyết lấy họ lên đi em không biết. Đúng rồi. Cho tôi cho tôi. Tôi bạn lại tôi thấy bộ đồ cũng đẹp á, cắm bộ đồ đi đưa họ ra. Đồ cái gầy nên mới mua áo thun mấy ngày à. Cắm bộ đồ lại thì cắm bộ đồ lại đi. Chứ thì điện thoại. Nói chứ giờ đây nè, cắm bộ đồ lại đi tôi trả tiền thoại cho. Đi sống lấy bộ đồ vô nội ơi. Bây giờ về đi. Con này đẹp nè, tối nay chắc đi chơi được chi bộ được nè. Bây giờ nói nè, xíu tôi đưa tiền lại cho. Xíu lần nào? Xíu à, xíu rồi tôi nói chơi chạy đi đi.
Đồng đi, tôi đi hỏng. Đi đi, đi đi. Đâu? Đi, cái gì đây? Xuống gì vậy? Rồi nó chơi, cảm ơn Nghĩa rất là nhiều. Okay, okay. Đó, hợp tác là một cái cho mọi người. Đâu, mà lấy gì lấy thiệt. Tôi chơi bạn luôn à. Chơi sao? Chơi gì? Tướng đây với tướng đây, tôi căng lên. Bạn... Không, mà điện thoại thì tôi lấy thiệt bộ. Nãy giờ có xin tiền xăng anh nói chứ. Đưa tiền cho ta đi. Không có à. Nó nói kêu tôi vô cho anh thiệt, nhưng mà mướn là thiệt luôn. Xe mướn. Đúng rồi. Mướn để vô đây cho anh. Tiền bây giờ anh phải trả tiền chứ. Mẹ tụi bay mướn đi, tụi bay bắt tôi cho tiền. Thôi dậy đi, em đi đâu? Bây giờ mày đi. Mày ngồi phụ lơ, mày nói gì vậy? Mày quyết đi bà. Mày ngồi ngay chỗ lơ, rồi gì nữa. Tính sao vậy? Tính sao vậy? Tính về, tính. Bạn tính đi chứ, giờ có 500 nhân lao mày không có. Đông luôn rồi, hiểu rồi. Rồi cảm ơn mọi người xem hết video nha. Bây giờ mấy anh em mình đi bên La Dung để ăn sinh nhật của bạn nữ đó nha mọi người. Đúng Danh rồi. Thì giải quyết cái mối quan hệ này xong đi rồi Danh qua sau nha Danh. Ờ thì kia luôn. Đi anh em ơi. Thì cảm ơn. Rồi 5 tỷ 1. Đi 5 tỷ 1.